Nếu bạn đang có nhu cầu mua áo Liên Quân thì hãy truy cập vào shop Toptan com nhé. Shop có nhiều trò chơi hấp dẫn, vòng quay sau đây là vòng quay mới chỉ với 19k. Ngoài ra còn vòng quay tư vấn từ 9k đến 200k. Gia đình thì chọn quay shop Toptan com ủng hộ nhé. Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh Top Giang của mình. Rồi trận đấu hôm nay mình sẽ đi top solo với Aeon nha anh em ơi. Mọi người đang xem clip cố gắng cho mình một like, muốn đăng ký kênh hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nhưng mà nhìn cái tên Aeon nó uy tín lắm anh em ơi. Vinh Aeon này anh em ạ. Trận này hơi căng nha anh em. Rồi hiện tại đang ép được Aeon hơi thấp nha anh em. Ok, tôi xong rồi để Aeon lên cấp 2 trước rồi. Toàn anh em ạ. Rồi Aeon tốc biến 1 dìu, mình đi bảo điểm số. Khá là hay nha. Rồi pha tiếp theo mình vẫn cứ sẽ nữa tích nội tại và cầu rỉa thôi anh em ơi, vì hiện tại Aeon nó lên cấp 4 trước rồi, khá là thiệt thòi dành cho mình. Rồi hiện tại thì cấp cũng khá là cân bằng, nhưng mà cái lượng vàng của Aeon vẫn hơn mình anh em ơi. Anh em nên cầu rỉa thôi chứ đừng nên hổ báo Aeon, nó có đánh thường nó bổ cho cái gì mà anh em không né được thì chỉ có nên bảng điểm số nha. Rồi hiện tại team bạn đang xây xa anh em ạ. Rồi cố gắng xem mà mình sẽ cũng nửa máu anh em ơi, mình sẽ căn nha, mình sẽ căn mình bật chữ cuối. Rồi mình nướt đám cứu cuối cướp con xe ra quán hành ạ. Tốc biến chuồn ngay lập tức. Rồi ôi cướp luôn, ok luôn anh em ơi, nào chiến luôn. Rồi ôi hay, cái này mà không ai khen hay phí anh em ạ, buồn thế nhở. Nào ra đây. Đây. Đang định biến về nhưng mà thấy John ra lại phải ra anh ạ. Bây giờ ăn ngay một bộ rồi. Cái thế nhỉ. Rồi John hiện tại thì cũng mất chục như mình rồi. Mình sẽ cố gắng núp ở đây. Núp mãi cái gì thì thôi để xác định biến về thôi anh em ơi. Ông vẫn thấy hiện ra đây. Ơ này. Rồi mình cầu rỉa thế thôi. Cầu rỉa cho bạn ấy nhăn nhát tí. Rồi mình có chiếc cuối. Ôi bạn tốc biến luôn đâu. Còn chưa về à bạn ơi. Rồi mình vẫn lên tiền đàn nha anh em ơi. Rồi tiếp tục mình sẽ lên giao tranh tiếp với Aeon nha anh em ơi. Ok mình sẽ cố gắng để cho cái chiêu nó hồi, mình sẽ bật chiếc cuối lên. Rồi đập chiếc một. Ô Aeon nó đập búa chiếc một trước anh em ạ. Lợi thế ở... rồi bị mất một nhịp rồi anh em ạ. Thế là mình lại lên bảng điểm số rồi anh em ơi. Không sao, nói chung thì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn anh em ạ. Và giờ mình quyết tâm không giao tranh nữa, mình sẽ đi gank nha anh em ơi. Rồi hiện tại đường mid đang bị ép đường nha, mình sẽ nên mình dọn lính. Cái thứ nhất là dọn lính tựa ra nè, chiến luôn thì còn gì nữa. Rồi thấy bạn ghi đu lên thì mình cũng rút thôi anh em ơi. Ok bạn không về rồi thì bạn lên bảng thôi còn gì nữa. Rồi ôi khổ thân, mình sẽ cố gắng ăn cái trụ và mình ngước về thôi anh em ơi. Rồi tiếp tục mình sẽ đi dọn đường và đẩy đường nha anh em ơi. Không lại bị ăn chửi nha anh em. Rồi nhưng mà mình thấy lại có giao tranh tại đường mid cho nên mình sẽ tiếp tục đi gank tiếp nha anh em ơi. Mình sẽ bật chỗ cuối. Đang định bắt tướng chủ lực nhưng mà thấy Gidu nó ít máu quá anh em ạ. Mình chiến luôn thằng Gidu. Ok chưa anh em ơi. Sau 7-7-49 tiếng mình đẩy đường và cái đây là cái cơ hội mình tiếp tục mình đẩy đường thứ ba. Lần này mình sẽ cố gắng lấy được cái trụ này nha anh em. Nhưng mà trụ nó trâu quá vẫn lấy được anh em ạ. Rồi lần này kiểu gì cũng chết, quyết chiến với Aeon anh em ạ. Lên bảng rồi, siêu việt cho mình ngon quá anh em ơi. Không sao, 1-1 ăn được cái trụ quá ok rồi. Úi dồi còn được khen thế này anh em ạ, ngại quá. Rồi pha này mình thấy Aeon đi nè anh em ạ. Trận này là mình phân đam nha anh em ơi. Lần này mình gặp Aeon thì không có cửa nối với mình đâu anh em ạ. Mặc dù đầu trận bạn chơi khá là hay nhưng ôi dồi ôi thằng Gidu. Gidu hỗ trợ anh em ơi, xong rồi. Thôi kiểu gì cũng chết, quyết chiến thôi anh em, một bộ. Rồi hay quá, một mạng. Trời ơi, choáng đầu thế. Chinh ơi thứ hai em Chinh ơi. Rồi xong rồi. Cả rừng ra anh em ạ. Một bắn, mình cũng nên bảo điểm số rồi anh em ơi. Rồi tiếp tục pha này, team bạn đang ép đường, tập trung ép đường tại mid anh em ạ. Rồi Aeon chạy đâu. Ôi dồi AD này. AD cứ chủ lực mà bắt nha anh em ơi. Hai mạng dành cho mình. Rồi ôi, đâu hết rồi. Này thì một, ui dồi. Này thì Aeon với mình 4 mạng rồi ôi, quá là kinh, quá là ngon nha anh em ơi. Pha này cũng gần
late game rồi anh em ạ, tầm 17 phút rồi, cho nên team quyết tâm ép được. Nhưng Ezon một mình định cân 3 anh em ạ. Ezon này một mình cân 3, mình nữa cho phát, cho nên bảng nếm số luôn anh em ơi. Rồi nào, hay quá, kéo hay quá anh em ơi, lên bảng luôn. Nhưng mà SB ăn mạng vào đâu, ui đi chết anh em ạ. Xem nữa, mình pha một giờ mình nỡ tay mình nướt lên ăn đủ. Con Nata nó xịt cho phát chiều một thì thôi rồi anh em ơi. Rồi sau khi đánh quái hồi tí máu thì cố gắng lên đẩy đường thôi anh em ơi. Ô mình chết rồi anh em ơi. Ôi phát này mình núp bụi, mình sẽ chở AD lên nha anh em ơi. Ô nhỉ, AD đi đâu hết rồi? Sao có hai ông này cũng combat này? Ô bắt được AD thì mình luôn. Căng quá, ai giòn căng quá. Rồi một mình bạn thì không làm gì được đâu. Ok, 11-8 dành cho mình ạ. Trận này chết khá là nhiều. Yeah.